Xin chào các bạn, thì du học Mỹ luôn là niềm mơ ước của các bạn du học sinh. Và để làm sao để đậu được visa Mỹ, đó là một câu hỏi được đặt ra. Thì trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ được lắng nghe cũng như là chia sẻ kinh nghiệm thực tế của bạn Võ Ngọc Minh Nghĩa. Thì Nghĩa sẽ chia sẻ trực tiếp làm sao để có cái visa Mỹ. Chào Nghĩa. Dạ, chào chị. Thì Nghĩa có thể giới thiệu đôi nét về bản thân của mình cho các bạn biết được không? Dạ, mình tên là Võ Ngọc Minh Nghĩa, năm nay mình 19 tuổi, mình từng học tại trường Việt Úc. Và sắp tới đây thì mình cũng chuẩn bị sẽ đi du học ở Mỹ, ở bang Florida. Thì qua Mỹ em sẽ học trường nào? Dạ, qua Mỹ thì em sẽ học trường Florida State College. Thì tại sao thì Nghĩa lại chọn cái trường này để du học ở Mỹ? Dạ, thì cái trường này thì nằm ở ngay thành phố chính của Florida là thành phố Orlando. Thì cái thành phố này là nó có một cái thời tiết khí hậu nó tốt và giống y chang như Việt Nam của mình. Với lại là có trường coi có một cái đào tạo học sinh rất là giỏi, và trong song song với quá trình mình học tập thì sẽ được mình sẽ được đi thực tập ở ngoài trực tiếp với các công ty lớn, để mình có thể có được một cái kinh nghiệm để khi mà lấy bằng xong là mình sẽ ra mình có một việc làm. Thì trước khi mà đã chuẩn bị đi du Mỹ, chắc là Nghĩa cũng đã chuẩn bị thật sự rất là kỹ rồi đúng không? Dạ. Mình cũng như là chọn trường cũng như tìm hiểu rất kỹ. Dạ. Thì cảm giác mà đi phỏng vấn Mỹ á, thì Nghĩa cảm thấy như thế nào, có khó hay không? Dạ thì nói chung thì phỏng vấn đi Mỹ thì cũng không có gì khó lắm. Điều quan trọng là mình cứ có cái gì thì mình cứ việc nói bình thường, mình phải tự tin lên. Mình đừng có vô, mình đừng có nhát quá là không có gì hết. Nói chung thì cũng mình bình thường à, không có cảm giác mình là cũng hơi sợ sợ một chút thôi, nhưng mà rồi cũng khi được đưa giấy ra là coi như là đậu rồi thì nó nhẹ. Thì làm sao thì Nghĩa biết được tới dịch vụ của công ty Tân Đại Dương? Dạ thì em được có ba cái mẹ, có người bạn thì giới thiệu tới công ty của mình để sắp xếp cho mình đi du học. Thì em cảm thấy là cảm nhận của em như thế nào đối với dịch vụ của Tân Đại Dương? Dạ thì em cảm thấy là bên công ty của mình thì làm việc rất là tốt. Với lại trước khi mà mình đi phỏng vấn hay là bất cứ cái gì thì cũng có chuẩn bị cho mình rất là nhiều và đầy đủ tất cả mọi thứ. Dạ, và công ty mình làm việc rất là kỹ. Rồi, một lần nữa Tân Đại Dương cảm ơn bạn Nghĩa đã tham gia với công ty. Và còn rất là nhiều chia sẻ khác của các du học sinh đã đậu visa Mỹ. Các bạn hãy truy cập ngay website tân đại dương.edu.vn vào chuyên mục chia sẻ du học Mỹ, thì các bạn sẽ tham khảo được rất là nhiều, cũng như là cho mình nhiều cái ý kiến cũng như là nhiều cái cơ hội đậu visa hơn.